Thưa quý vị, những ngày qua, sự cố ngập cao tốc Phan Thiết dầu dây đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều chuyên gia đã đưa ra các nghi vấn nguyên nhân gây ngập lụt đoạn cao tốc mới được đưa vào khai thác tạm cách đây chưa lâu. Ngày 4 tháng 8, ông Đinh Công Minh, giám đốc ban quản lý dự án Thăng Long đã công bố nguyên nhân ban đầu. Theo ông Đinh Công Minh, qua cuộc khảo sát vừa qua, nguyên nhân gây ngập cao tốc ban đầu được xác định là do dòng chảy sông Phan có sự thay đổi, cây cối mọc nhiều, thậm chí có cả những cây lâu năm mọc trong lòng sông vì vậy khi mưa lớn lượng nước ở thượng nguồn đổ về thoát không kịp và chảy ngược lại vùng thượng lưu làm tràn ra đường cao tốc ông minh cho hay trước mắt chúng tôi chọn phương án khơi thông dòng chảy bằng cách dùng phương tiện dọn dẹp cây mọc dưới lòng sông thanh thải dòng chảy phía hạ lưu sông phan chúng tôi cũng bố trí lực lượng ứng trực để xử lý nguồn kinh phí để thực hiện việc này do đơn vị tư vấn thiết kế chi trả giám đốc ban quản lý dự án thăng long cũng thừa nhận việc ngập cao tốc một phần lỗi thuộc về tư vấn thiết kế bởi tuyến thi sát sông cần phải tính toán phương án nước dâng cao và tràn lên vì vậy đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm khơi thông dòng chảy về giải pháp lâu dài ông minh cho biết cần tính toán căn cơ hiện đơn vị đã thuê chuyên gia làm các mô hình thủy văn rộng ra từ đó chọn giải pháp phù hợp trong một diễn biến khác, chiều ngày 4 tháng 8, ông Nguyễn Quốc Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo kết luận cuộc họp về giải quyết tình trạng ngập nước cao tốc phan thiết dầu dây. Qua kiểm tra, hồ sơ thiết kế được duyệt, tại km 25 419 bố trí cống thoát nước ngang đường là cống hộp có kích thước là 2,5 x 2,5m, cao trình mặt đường 44,47m, đây là cao trình thấp nhất trong đoạn tuyến km 24 911 km 25 960 hơn 1km, có 4 rãnh dọc đổ về tại vị trí cống ngang đường, nước từ bên trái tuyến cao tốc thoát về bên phải tuyến và đổ ra sông phan cách vị trí cống khoảng 150 đến 200m. Đồng thời tại km 25 419 có đường điện 500 kV giao chéo với đường cao tốc. Theo ý kiến của truyền tải điện Bình Thuận thì quy định chiều cao tĩnh không yêu cầu của đường điện cao thế 500 kV là 10,25m khi dây dẫn ở tình trạng võng cực đại. Qua khảo sát thực tế tại km 25 419 thì chiều cao tĩnh không từ mặt đường đến dây điện 500 kV lớn hơn 25m. Tại thời điểm dòng tải 900A, nhiệt độ môi trường 30 độ C, với khoảng cách thực tế này lớn hơn nhiều chiều cao tĩnh không yêu cầu, do đó, cao trình tuyến tại vị trí này không bị khống chế bởi đường điện cao thế 500kV.